Về cái tự nhiên tặng cho em cái hộp quà, cái em cũng ngại em đóng cửa em đi vô, tặng em hai cái đồ cột tóc. Hai cái đồ cột tóc đó là hai cái lần gần nhất em đi Đà Lạt. Thì em cũng nghĩ là em mua em để đó thì sau này em thích ai em tặng người đó thôi. Xong cái tới là tháng 12 là lại rủ em đi chơi tiếp, lần này đi Đà Lạt đi xe máy nữa. Thì cũng đợt đó là bắt đầu mới chính thức là em mới biết là em có người yêu rồi đó. Bạn đó nói là bạn đó thương em. Cái chữ Lên thích trên với Đà cái Lạt chữ rồi, thương. có gì không? Đà Lạt thì hai bạn này bạn đặt phòng, phòng này ở trên một cái đồi, khung cảnh nó cũng khá là lãng mạn và dễ thương, cũng nhẹ nhàng, thì tụi em cũng ôm nhau rồi hôn nhau. Xong cái bạn đó cũng 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 có tính, nhưng mà lại lúc đó thì em lại không 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 chịu. Cái nụ hôn đầu tiên là ở trên Đà Lạt ở Đà đúng Lạt không? Mà chỉ có thế mà thôi, rồi Rồi. về Sài Gòn rồi mới chuyện xảy ra tại Sài Gòn. Sau đó 4 tháng lận. Lúc đó là em mổ mắt, mổ xong thì cũng 11 mười mấy 12 giờ rồi, bác sĩ hẹn đầu giờ chiều quay lại. Thư thì kêu về nhà Thư nghỉ đi. Em cũng ngại tại chưa có về nhà Thư, em mới nói là thôi ra khách sạn gần đây nghỉ vài tiếng rồi xong rồi chiều gặp bác sĩ. Cái này cũng tại bác sĩ chứ không phải tại em. Phải bác sĩ mà hay vậy, chờ mổ mắt mà ấy được hay thì trong khi đó ở Đà Lạt lãng mạn như không. Thế mà chỉ có hôn thôi. Không sao đâu chị, nghịch cảnh nó sinh ra hoàn cảnh đó, đúng không? Sau đó thì tình cảm của các em nó có trơn tru bằng phẳng không, hay là nó có những cái biến cố xảy ra? Sau đó khoảng một tháng đó em cũng có dự định là em đi du học khoảng 2 năm, kêu bạn đợi mà không chịu, là chia tay. Vậy hả? Dạ. Rồi, chia tay lâu không? Dạ một tháng. Em đòi chia tay đúng không? Dạ. Chào hai em. À, hai em đến từ đâu ạ? Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Quang Thanh, hôm nay em 26 tuổi. Hiện tại em là nhân viên kinh doanh, em đang ở bên Bình Chánh. Chào Thanh. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em là Huỳnh Ngọc Hoàng Thư, năm nay em cũng 26 tuổi luôn. Thì hiện tại em cũng là nhân viên kinh doanh. Nhân viên kinh doanh hết. Dạ. Vậy thì hai em có thể cho anh biết là tình duyên của hai em bắt đầu từ đâu? Tụi em là từ bạn bè lên. Hồi lúc đầu tiên mà tụi em gặp nhau là tụi em đi làm chung với nhau ở bên Pizza Hut á. Là lúc đó tụi em chạy bàn. Thì đợt đó là Thanh thì đang nghỉ. Nói chung là Thanh đang không có tính đi làm nữa. Xong cái hôm đó nguyên một group là đi làm xong cái rủ nhau là đi karaoke. Thì em gặp bạn Thanh. Là em đã em thích liền không? Không, em cảm thấy ấn tượng gì vậy? Có ấn tượng là bạn này hiền thiệt, hiền với lại bạn đúng. Này cũng đẹp trai. Dạ. Còn Thanh thì sao? Lúc đó em mới tới à, cái tự nhiên cái bạn này chạy lên nói xin chào. Rồi xong đi karaoke em cũng ngồi chơi, cái bạn là cũng lại khoát tay xong bạn ngồi bằng ca. Bạn này hả? Dạ. Khoát gì đó. Tại vì tính của em trong chơi trong cái đạp group á thì cũng vui, tự nhiên luôn. Dạ đúng rồi, tự nhiên thì. Nhưng mà để hỏi bạn Thanh coi, lúc đó là lúc em nghĩ trong đầu như thế nào về cô gái này khi mà mới gặp lần đầu cổ khoát tay em có ấn tượng gì không? Em cũng hơi bất ngờ. Lúc đó em ấn tượng là tại sao bạn này vẫn tự tin mà bạn bạn tự tin mà bạn dạng quá như vậy. Dạng quá đúng không? Nhưng mà em có thích cái điều đó không? Em cũng không chưa, để chưa nhiều thích, phải không? Dạ. Tình trạng của em lúc đó như thế nào, có bạn trai hay là chưa có? Lúc đó là em có bạn trai, bạn này cũng có bạn gái luôn. Vậy thì đến lúc nào thì tụi em cảm thấy là thích nhau? Gần 2 năm sau. Tại vì lúc đó thời điểm là hai đứa đều có bạn hết nên thành ra là hai đứa không có nghĩ gì hết, đúng chỉ rồi, là chỉ quen là bạn thôi. Dạ đúng rồi. Chắc có lẽ là một trong hai người phải có một người bị trục trặc trong cái chuyện tình cảm với cái người trước. Đúng không? Dạ cả hai. Đó là bạn Thư này cũng chia tay. Thì em cũng nhắn tin an ủi. Lúc đó em cũng chia tay trước rồi. Thì cứ nhắn qua nhắn lại vậy thôi. Một thời gian cũng lâu, cũng gần nửa năm sau á thì mới quen. Con nửa của mình ở ngay cái bên mà tại sao mình không biết đúng không? Em có cảm giác như em bị gài vậy á. Em chia tay thì thật sự lúc đó là em quen bạn cũ cũng 6 năm rồi. Thì em đang nghĩ lúc đó là tới thời điểm này phải chơi rồi, giờ là em không có muốn quen nữa, giống như kiểu là cũng muốn có tự một cái thời gian để cho tự do. Thì bạn này thì lại là bạn thân của em nên thành ra là lại nhắn tin, xong rồi tự nhiên tới hôm đó cái rủ Thư ơi đi Cần Giờ. Cái em cũng đi Cần Giờ đi chơi tới chiều luôn, đó là bắt đầu trời mưa ầm ầm tối thui, hai đứa chạy mưa về mà lãng mạn lắm. Mưa ầm 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 đi mưa về. Dạ. Rồi về sau đó có bị bệnh không? Dạ chưa kịp bệnh là cảm nắng. Tức là về cái tự nhiên tặng cho em cái hộp quà, cái em cũng ngại em đóng cửa em đi vô, tặng em hai cái đồ cột tóc. Hai cái đồ cột tóc đó là hai cái lần gần nhất em đi Đà Lạt. Thì em cũng nghĩ là em mua em để đó thì sau này em thích ai em tặng người đó. Xong cái tới là tháng 12 là lại rủ em đi chơi tiếp, lần này đi Đà Lạt đi xe máy nữa. Thì cũng đợt đó là bắt đầu mới chính thức là em mới biết là em có người yêu rồi đó. Bạn đó nói là bạn đó thương em. Cái chữ lên thích trên với Đà cái Lạt chữ rồi, thương có gì không?
Đà Lạt thì hai bạn này bạn đặt phòng, phòng này ở trên một cái đồi thì khung cảnh nó cũng khá là lãng mạn và dễ thương, cũng nhẹ nhàng thì tụi em cũng ôm nhau rồi hôn nhau, xong cái bạn đó cũng cũng có tính nhưng mà lại lúc đó thì em lại không chịu. Cái nụ hôn đầu tiên lại trên Đà Lạt. Đà Lạt mà chỉ có thế mà thôi. Rồi về Sài Gòn rồi mới chuyện xảy ra tại Sài Gòn. Sau đó 4 tháng lận. Lúc đó là em mổ mắt, mổ xong thì cũng 11 mười mấy 12 giờ rồi, bác sĩ hẹn đầu giờ chiều quay lại. Thư thì kêu về nhà Thư nghỉ đi. Em cũng ngại tại chưa có về nhà Thư. Em mới nói là thôi ra khách sạn gần đây nghỉ vài tiếng rồi xong rồi chiều gặp bác sĩ. Cái này cũng tại bác sĩ chứ không phải tại em. Mà hay vậy, chờ mổ mắt mà ấy được hay thì trong khi đó ở Đà Lạt lãng mạn như không. Thế mà chỉ có hôn thôi. Không sao đâu chị, nghịch cảnh nó sinh ra hoàn cảnh. Sau đó thì tình cảm của các em á, nó có trơn tru bằng phẳng không? Hay là nó có những cái biến cố xảy ra? Sau đó khoảng 1 tháng đó em cũng có dự định là em đi du học khoảng 2 năm, kêu bạn đợi mà không chịu, là chia tay. Vậy hả? Dạ. Rồi, chia tay lâu không? Dạ 1 tháng. Em đòi chia tay đúng không? Dạ. Thì quen bạn này xong thì cũng muốn chính thức. Đùng cái bạn này nói là bạn này muốn đi du học. Thành ra em nói thôi vậy anh cứ đi đi rồi mai mốt ví dụ như mà về á thì có duyên thì mình gặp lại chứ em là em không đợi. Em không đi nữa. Dạ, chỉ có sau đó bao lâu thì tụi em lấy nhau? Tụi em đăng ký kết hôn á, 1 năm sau tụi em mới cưới. Tháng 10 là bạn này bắt đầu cầu hôn em. Cái em mới hỏi chứ cầu hôn xong cưới nhau rồi ở đâu. Cái hai vợ chồng tính ra xong thì Hâu quyết định mua nhà. Không thể nào mà đủ tiền để mua hết thì bắt buộc phải vay ngân hàng. Thì phải có pháp lý là vợ chồng thì mới có thể nào vay được. Gọi điện thoại về cho ba. Ba ơi, tuần sau con đi đăng ký kết hôn nha. Bạn này cũng gọi về cho mẹ nói là tụi con đi đăng ký kết hôn. Năm sau nữa mới cưới. Tụi em cưới nhau mấy năm rồi? Nếu mà chính thức cưới là khoảng 4 tháng. Bây giờ là 1 năm 4 tháng chính thức là vợ chồng với nhau. Có phát hiện ra những cái tật xấu gì của nhau hay không? Thợ Thanh nè, anh hỏi nè. Dạ nhiều lắm. Bạn này thì hồi lúc quen nhau bạn có một cái tính là khi mà cãi nhau là bạn im im lầm lì lì á. Lúc mà quen thì đuổi em về nhà, khi mà về chung nhà rồi thì trốn vô trong phòng nhốt em ngoài. Em thì muốn hai đứa nói chuyện, Nói cho xong rõ ràng. Im lặng cứ giận là biến nói ha. Em sợ em nói bậy với lại em nóng thì em sợ em nói không có hay á. Nên thành ra là em hay im, mà lỡ im em im luôn cả tuần á. Anh bị bụng. Rồi còn đặt xấu gì nè? Bạn rất là hậu đậu, hay làm rớt đồ. Ví dụ như để đồ trên bàn thọt tay lấy là hồi là nằm dưới đất hết. Nấu ăn này kia là lấy cái trứng từ tủ lạnh qua cái bếp là cái trứng nằm dưới đất. Thường xuyên đúng không? Dạ đúng rồi. Bé đang lớn cái xương nó đang phát triển á, nhiều khi cầm gì không có chắc á, đó là rớt. Với có một cái tật là mỗi khi đi làm về hoặc là đi chơi về, gần về tới nhà là bắt đầu hối đi toilet. Về tới nhà là xong cửa vô là đi vô toilet. Vô cái là chạy quýnh vô. Dạ, đúng rồi. Rồi xong rồi đồ đạc này kia có thể để ngoài cửa gì đó cho em dọn. Rồi còn gì nữa không nè? Khi mà tối ngủ thì hay lấn giường lắm. Có mấy lần em xém gọn. Mà khi cãi nhau là tự động nằm sát bên đây, tự động nằm mép gì nè. Còn khi bình thường là cứ lấn ép bên đây. Đúng rồi, chuyện bình thường. Mấy bà là gì? Bây giờ tới em đó. Chồng em ngủ xấu lắm. Thì bình thường ôm thì ôm cái eo em vậy đi. Không có chịu. Nó cứ đi lên núi hay sao á, thế nào cái tay nó cũng leo núi, leo núi à. Mà tối nào cũng vậy. Cái núi đó nó hợp đúng không hả? Rồi còn cái gì nữa nè? Dạ, cái thứ hai là nóng tính lắm. Ví dụ như mình đang chạy cái con người chạy lên ủn đầu cái là bắt đầu quạo à. Là bắt đầu muốn chạy lên chửi lộn. Em cũng sợ phải bình tĩnh lại một chút. Rồi riêng cái vấn đề đó mình cũng không được. Đúng dạ. Là khuyên luôn á. Còn tật xấu gì nữa không? Cái này cũng không phải là xấu, tất nó có mùi tất, dạ có mùi tất. Thì thật ra thì nó cũng không gì hết, nhưng mà lâu lâu em xem phim thì em đang ấm áp rang với lại em uống nước ngọt thì tự nhiên lâu lâu nó có cái mùi nó bay lên một cái em nó uống sao kỳ vậy ta. Cái mùi gì mà nó kỳ kỳ, là cái đó là không phải tật xấu mà là đó không phải em tội nghiệp đúng không? Mày mua miếng lót giày mà mùi quế á nó sẽ chữa được, với lại là ngâm chân ở trong nước ấm mỗi tối á. Ảnh có kỹ tính không? Kỹ lắm anh chị ơi. Kỹ đến mức mà trở thành tật xấu luôn. Nhiều đó. Khi em quạo luôn á. Tại vì bình thường em về nhà thay vợ chồng đi làm về thì thường là mình nghỉ ngơi, mình coi tivi, mình giải trí một tí xíu. Còn không, bạn này về tới nhà bắt đầu thay bộ đồ, bắt đầu là sắp chắp tay sau lưng coi đi xung quanh có cái gì dọn không. Dép để vô, rồi vớ thì để vô, rồi đi giặt đồ, rồi đi lau nhà, quét quá nhà tốt. Em nấu đồ ăn thì em hay làm rớt đồ mà.
ví dụ như lâu lâu rớt cộng hành hay rớt miếng cơm vậy và đó, bạn này đứng sau lưng đậu đó. Dạ đúng rồi, thì bạn này đứng sau lưng me, tại vì do bạn nói là cộng hành là nó dính mỡ, mà em rớt xuống mà không chịu dọn liền á là lát nữa thế nào cũng chay ra nguyên một nhà rồi, ai dọn là bạn này dọn, là đứng cứ đứng đằng sau lầu bầu nó là ơi làm đổ rồi sao không lụm, ơi làm rớt cơm rồi sao không lụm, lúc nào cũng làm rớt cơm là nó cứ tức là em khó chịu là bởi vì thay vì ông làm đừng nói dạ ông vừa nói mà ông vừa lầu bầu thì tại khó vì chịu. Em cứ làm rớt hoài xong bạn này thì bạn cũng lầu bầu nên thành ra là hơi quạo hay bực mình lắm. Vậy là cái cô này chắc có lẽ là bừa bộn lắm đúng không? Cũng hơi bừa bộn một xíu. Với lại chén đũa trong nhà là em cũng rửa hết, để bạn rửa là biết nó mẻ hết. Rồi chồng có ghen không? Có ai kế bên em là bắt đầu bật cái radio là theo dõi chứ không phải là nói đâu. Có cái gì rồi là đứng ra là bập liền. Em nghĩ là chồng em là cái thuộc dạng đó đó. Không nói nhưng mà kiếm đầy đủ bằng chứng. Trước giờ là anh có ghen gì không? Chưa có cơ hội. Sao vợ em có ghen không? Dạ cũng có. Em ở trong công ty thì hay có mấy cái group Zalo này nọ, tối mọi người hay nhắn, cứ có nổi tin nhắn lên là bắt đầu con nào nhắn tin giờ này, lướt lướt hồi thấy có nữ là vô điều tra coi bạn này có quen biết gì không, có tương tác gì không. Không mà vợ chồng sao mà em không thể nào mà tránh được cái chuyện mà ghen tuông vậy mới vui đúng không? Mà em có muốn vợ thay đổi điều gì? Thì em cũng mong muốn là ví dụ như có cãi nhau thì mình cũng ngồi lại nói chuyện với nhau để mình biết là bên kia đang nghĩ cái gì và mình đang nghĩ cái gì. Muốn thay đổi một cái đó thôi. Dạ. Còn em cái đó là chở vợ hay chở ai thì bình tĩnh lại xíu, đừng có nóng tính là được rồi. Đúng rồi, bây giờ thực ra cái mà mong muốn của vợ em cũng là mong muốn của tụi chị á. Đúng rồi. Bây giờ rất nhiều người không tự khống chế được cái giận của mình đó, cái cơn nóng giận của mình nguy hiểm quá. Lỡ hai cái nó đụng nhau một cái là sẽ có cơ sự xảy ra liền. Ông bà mình nói là tránh voi chẳng xấu mặt nào. Cho nên chị nghĩ là cái đó em nên thay đổi. Riêng vấn đề chồng em muốn em á thì em đúng là cũng nên cởi mở. Ví dụ như mình bực thì mình nói luôn. Có thể là đầu tiên thì nhiều khi mình chưa kềm được, mình hay nói bậy. Kể cả cái việc mình nói bậy rồi thì chồng mình sẽ góp ý với mình để lần sau mình bớt, chứ vợ chồng mà cứ lạnh lùng á, kiểu mà mình không nói ra đó, giống như nước mà lóng phèn á, cái mình ức hoài đến một lúc nào mình bùng nổ lên là coi như đổ vỡ hết, giống như giả tràng mà nó cứ xe cát xong sóng ập cái là mất hết. Còn thêm một cái điều nữa là cái này là chị mong muốn thay đổi cái mà bừa bộn á, thì mình phải kỹ cái đó. Cái này sau này nếu như em có con gái thì nó sẽ không bị ảnh hưởng cái điều đó đối với con của mình. Chị cái tật của chị cũng không phải là gọn gàng lắm, nhưng mà chị rất là khó chịu khi mà xung quanh mình á mọi thứ nó không có ngăn nắp, nó đâu vô đó. Thì không, giống như mình nấu một bữa ăn á mà nó làm đến đâu dọn đến đó, thì khi mà mình bày ra thức ăn xong rồi mình khỏe lắm. Dạ. Đi ăn xong còn này mình nhìn ra cái bàn xong mình nhìn vô cái bếp chỗ mình thấy ê hề, mình ăn không ngon nữa. Dạ. Đó nó là vậy rồi. Cảm ơn hai em đã đến với chương trình nha. Dạ. Rồi. Dạ. Rồi cảm ơn.